Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Philippines đã triệu tập 28 cầu thủ. 22 người trong số này đang thi đấu ở nước ngoài. Trong bản danh sách cuối cùng của huấn luyện viên Tom Saintfiet, cũng có 8 cầu thủ mới được nhập tịch để làm mới đội tuyển Philippines. Chiến lược gia người Bỉ chỉ giữ 5 cầu thủ kỳ cựu ở đợt tập trung lần này. Trong buổi họp báo trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, khi được hỏi về việc nhiều tuyển thủ Philippines không hát được quốc ca, huấn luyện viên Saintfiet cho hay: "Các cầu thủ được gọi lên tuyển Philippines có nhiều người không nói chung một thứ tiếng. Tuy nhiên, lên tuyển với họ là niềm vinh dự và tự hào lớn lao. Hát được quốc ca là điều tốt, nhưng chiến đấu vì màu cờ sắc áo trên sân còn quan trọng hơn. Khi thảo luận về tương lai bóng đá Philippines, bản thân tôi trao đổi với lãnh đạo liên đoàn, thể hiện mong muốn tìm kiếm tài năng trên khắp thế giới. Tôi đã đi nhiều quốc gia, nói chuyện với nhiều cầu thủ. Hiện tại, có nhiều người đã đồng ý và có hộ chiếu Philippines. Khoảng 5 đến 6 cầu thủ đã có thể khoác áo đội tuyển. Bản thân tôi và bóng đá Philippines muốn tập trung vào cầu thủ trong nước, nhưng vẫn mở cửa cho cầu thủ gốc Philippines ở nước ngoài. Ngày mai sẽ có một vài cầu thủ xuất hiện và đại diện cho quốc gia Philippines." Đội tuyển Philippines đã thua 5 trận gần nhất trước đội tuyển Việt Nam. Song ở cuộc so tài này, với nhiều cầu thủ nhập tịch mới mẻ, họ hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.